À, chào các bạn, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để mà so sánh cái ba nền tảng là Dailymotion, YouTube, Emotion và Code TV về cái những cái tính năng của trên cái ba cái nền tảng này, thì xem coi những cái ưu nhược điểm của nó và chúng ta nên lựa chọn những cái phương thức nào. Thì ở đây điểm chung của ba cái này nó là đều là upload video và kiếm tiền. Thật sự còn một cái nữa là Facebook nữa, nhưng mà Facebook họ không có chấp nhận ở thị trường Việt Nam nên mình không có đưa vào đây. Tại vì làm Facebook thì phải có viên ngoại, rồi phải có thuế ngoại thì các thứ đó nó rất là phức tạp. Những phần đó thì nó không được chấp nhận, chưa được chấp nhận ở Việt Nam nên mình không có đưa vào. Hiện tại mình chỉ có YouTube, Dailymotion, có TV. Thì đầu tiên là sẽ so sánh về cái kiếm tiền nhiều nhất. Thì thực sự nó kiếm tiền nhất thì YouTube thôi. Tại YouTube thứ nhất nó được lâu đời. Thứ hai là nó được hậu thuẫn từ Google nên cái lượng view tự nhiên của YouTube rất cao. Mà có những cái từ khóa, những cái cây, những cái ngách mà chỉ cần một vài video thôi là có thể kiếm tiền rất là nhiều. Cái đến là Dailymotion, là cái nền tảng lớn thứ hai sau YouTube hiện tại bây giờ. Thì ngoài Dailymotion thì còn có những cái nền tảng khác nữa, nhưng mà Dailymotion là cái nền tảng giống với lại hình thức của YouTube, là gần như là 90%, trên 90% là giống với hình thức của YouTube. À, mặc dù là Dailymotion, ngoài cái đó thì Dailymotion còn có nhiều cái hạn chế khác mà nó không giống như là YouTube đó. Cái đến là cái phần Code TV. Thực sự mà nói, mình nói là nếu mà nói mà Code TV mà kiếm được nhiều tiền á thì là cũng có, nhưng mà muốn kiếm nhiều tiền mình phải đầu tư, ban đầu rất nhiều thì mới kiếm được nhiều rồi. Còn YouTube thì thực sự mà nói là, và mình cũng đầu tư thì cũng có phải đầu tư đó, nhưng mà về cơ bản là đối với những người mà họ làm YouTube nhiều lâu năm á, thì họ cũng không có đầu tư gì đáng kể. Nhưng mà ở đây mình nói về vấn đề mà kiếm tiền nhiều thì YouTube là cái nền tảng kiếm tiền nhiều nhất trong ba cái nền tảng này. Dailymotion là cái thứ hai. Tại vì sở dĩ mình nói Dailymotion là cái thứ hai, tại vì khi mình làm việc với Dailymotion cũng vài năm rồi, nhiều năm rồi nên mình biết được. Còn có TV thì mới ra đây. Và thực sự mà nói là cái tiền mà để kiếm được từ có TV nó thực sự nó không nhiều bằng Dailymotion đâu. Dailymotion thì có thể kiếm nhiều hơn nha. Cái đến là cái kiếm tiền nhanh nhất thì nhìn vô là biết rồi, có TV thì vừa tạo tài khoản ra là có thể có tiền rồi. Vì like thôi, tài khoản này tạo hai tài khoản ra, tài khoản này like cho tài khoản kia là đã có tiền rồi. Nhưng mà cái số tiền đó rất ít, nhưng mà nó là nhanh nhất, chỉ được vài đồng thôi. Rồi kế đến là Dailymotion. Dailymotion thì sự mà nói, mình ở đây mình đang đứng ở cái góc độ danh nghĩa là mình đang hoạt động trong network nha. Đó, cái trước đây cái kiếm tiền nhiều nhất ở đây mình cũng nói là đang trong network nha. Chứ không 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 nói là cái Dailymotion là bên ngoài net, thì mình đang làm việc với bên network. Còn cái nhanh nhất là bên network, Dailymotion thứ hai. Tại vì khi mình có tài khoản trong network, mình có được video, đăng video lên là nó sẽ nhảy tiền. Còn YouTube thì mình phải chờ về đủ điều kiện thì mới bắt được cái kiếm tiền. Có TV thì mình tạo tài khoản là nó có được vài đồng rồi. Khi mà mình đạt được cái điều kiện bật kiếm tiền video của nó thì là 500 sub và có một video trên 1k view thì nó sẽ bật cái video ad. Tức là quảng cáo trong video giống của Dailymotion cho các bạn. Thì đối với Dailymotion thì chỉ cần vào net thôi là mở lên là bật rồi. Vì nội dung video của Dailymotion nó cũng có những cái giới hạn nhất định, và cái cách kiếm tiền của Dailymotion nó nhanh hơn YouTube rất nhiều. YouTube phải đạt đủ điều kiện, chờ thời gian có thể nó lâu. Cá biệt thì chỉ có vài cái trường hợp là nó nhanh thôi,
nhưng mà về cơ bản là nó vẫn lâu hơn LinkedIn nha. Để kiếm tiền dễ nhất, dễ ở đây là thứ nhất là chỉ cần đăng video lên là có được cái có tiền nè. Ở đây Dailymotion mình chỉ cần vào trong net xong mình đăng video lên, mỗi một ngày mình được đăng tối đa là 96 video, thì mình đăng tầm cỡ khoảng 80 video đến 90 video đổ lại. Đừng đăng limit, đăng khoảng 80 thì qua 2 ngày nó tổng kê là các bạn đã có tiền rồi. Còn có TV các bạn đăng lên thì nếu các bạn không tương tác thì các bạn sẽ không bao giờ có được lượt view. Mình có thử rồi, có vài kênh rồi. Mình đăng lên thì nếu mà mình không đi bình luận, mình không đi tương tác, không đi kêu gọi, không đi chéo thì bảo đảm là cái kênh video của các bạn là sẽ là không đồng. Tại không ai vào like hết, không ai biết đến cái kênh của bạn hết. Đó là cái khả năng nó đề xuất nó không có. Còn đây mới sành video của bạn, nhiều khi cái kênh của bạn mới vừa tạo mà trong net á thì đăng video lên thì vẫn có. Dailymotion có hỗ trợ đề xuất video với những cái từ khóa key hot. Còn đối với CodeTV là hầu như là người ta không chú tâm tới vấn đề là tìm kiếm search những từ khóa key hot cho trong CodeTV cho lắm. Còn YouTube thì các bạn biết rồi, nó đủ điều kiện nên nó kiếm tiền nó rất khó. Khó ở đây nhưng mà nó lại là cái nền tảng. YouTube lại là cái nền tảng kiếm được cái tiền nhiều nhất. Nhưng mà khi mà nó đã lên được đề xuất, lên được cái rồi thì cái tiền mình về rất là nhiều. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì rất là chua. Nếu mà bạn làm mà ở những thị trường quốc tế, ví dụ như Mỹ, Nhật, Úc hay là châu Âu thì cái tiền của YouTube rất là nhiều. Có rất nhiều cái đề tài, nền tảng, chủ đề để các bạn có thể làm trên ba nền tảng này luôn. Thì kiếm tiền dễ nhất thì nó là như vậy rồi, thì kiếm tiền khó nhất thì thực sự mà nói là kiếm tiền khó thì nhất là YouTube rồi. Cái khó nhất là mình phải đủ được điều kiện. Và bây giờ là cái thể loại video của nó nhiều quá rồi, nó giống nhau rồi, nó nhàm rồi. Nó không khó để mà có được một cái video nội dung content mà nó độc lạ để mà thu hút được cái lượt view. Cái đấy là cái Dailymotion thì nó cũng tương đối là khó đó, tại vì nó có những cái chủ đề và những cái loại video là không được phép đăng lên trên Dailymotion. Nếu đăng lên thì sẽ bị bản quyền hoặc là bị cộng đồng nó chặn liền, nó sẽ bị đai video, thậm chí là đai kênh luôn. Nếu mà bạn đăng những cái nội dung content lên mà không chịu tương tác thì nó cũng khó trong vấn đề là kiếm view. Nhưng mà Dailymotion có một số nội dung content nó chấp nhận và nó có thể viral, tức là nó hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề quảng bá cái video. CodeTV thì nó là kiếm tiền tương đối là dễ, tạo tài khoản xong là có được những cái đồng nhỏ lẻ ban đầu, nhưng mà những cái đồng nhỏ lẻ đó bạn tích góp rất lâu mới có được. Trong khi đó Dailymotion thì nó tương đối nó dễ thở hơn, và YouTube cũng vậy. Cái số tiền mà nó hiện ra thì cái YouTube nó sẽ bền vững và lâu dài hơn so với cái CodeTV bây giờ đó. CodeTV tuy là nó có cái tiền nhanh ban đầu nhưng mà số tiền nó rất nhỏ, phải nói là rất nhỏ. Và kiếm tiền bền vững thì mình phải nói đến YouTube và Dailymotion đầu tiên luôn. Hai cái này là cái nền tảng top. YouTube của Google. YouTube là của Google. Nên cái sự bền vững chắc chắn của nó thì khỏi phải bàn cãi rồi. Dailymotion thì nó qua nhiều cái biến cố ngăn cản rồi, nó vẫn tồn tại đến bây giờ thì
cái độ bền vững của nó cũng rất cao. Kế đến là cái God TV thì thật sự nói là mới vừa ra nên cũng khó đánh giá được. Lỗi nhiều nhất God TV ở bản beta nên vẫn còn rất nhiều lỗi. Daily Motion vậy, vừa nâng cấp lên cái giao diện mới cách đây không khoảng một năm thì có những cái nó khó trong vấn đề sử dụng, hay gặp lỗi load trắng trang. Đó. Như vậy là mình đã lướt qua những cái điểm nổi bật của ba cái nền tảng. Hy vọng là những cái đánh giá của mình sẽ giúp ích được cho bạn trong cái vấn đề là lựa chọn cái nền tảng nào để mà mình phát triển. Nếu mà mình phát triển chung luôn cả ba thì cũng được. Đó, nhưng mà nên tập trung cho một nền tảng, đẩy mạnh cái nền tảng của mình định hướng đi theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.